bé gái đánh bé trai. Không, thực ra nếu mà đúng luật thế giới là dưới 6 tuổi là cho trai gái đánh lẫn mà. Emery, please, Emery. Dưới bao tuổi thì dưới 10 tuổi. Quế em cháu nhá. Chúng ta cùng theo dõi, đứng từ đâu đó, dùng chứ, dùng đây. Quay các cháu nào. Ê! Kiểu dạng mà còn có live stream em mà đánh cái đéo vào bên live stream. Không được. Bé gái đánh bé trai. Không, thực ra nếu mà đúng luật thế giới là dưới 6 tuổi là cho trai gái đánh lẫn mà. Emery, please, Emery. Dưới bao tuổi thì dưới 10 tuổi là... Nguyễn Trọng Nhân, hot. Nguyễn Trọng Nhân, hot. Kiếp 8 đến 10 tuổi dưới 33 ký, Nguyễn Trọng Nhân. Alo, sắp bắt giờ đi đấu, mời mọi người tập trung về khu vực xe này. Xin nhắc lại, sắp đến giờ đi đấu, mời mọi người tập trung tại khu vực xe này. Okay guys, this is the first two fights of the night. Of the morning. I don't know why I keep saying night. Thằng sếp anh nhìn mặt gian nhỉ? Đừng get ready. Đừng con đéo trung thuật tiếp tục thế đúng rồi. Thế là còn may, đéo bị ao mà may. Thua điểm là may. Đánh kiểu thằng đầu đỏ nó không biết nó phải làm gì. Đấm đá, đeo đấm đá nó bị ép. Guys, who has the buns? We need more buns. We need more buns, guys. Who has the buns? Guys, after those aperture fights, we're gonna have the opening ceremony and then we're gonna carry on with more fights. Thank you. Okay guys, we're gonna start the kids fights. Tables ready? Yep, tables ready? Okay. Thank you.
dùng cho em. Em ba kìa. Không phải nó lên thì mình cũng đọc em ba. Trẻ con nó đánh đứng còn hay hơn người lớn. Nó dám chơi, người lớn lại khi sợ này sợ nọ. Xuống bắt đẹp đá bled. Ôi ôi, đấy, pin nó xuống. Okay guys, now we're going for the opening ceremony.